Con đi chợ tí á. Con Lan ơi. Con đi chặt cây chuối về băm lên cho gà cho nó ăn cho mẹ, anh lại đi chợ tí nhà về nhá. Vâng ạ. Giờ này nó vẫn chưa dậy à? Con kia, mày dậy đi, đi dậy đi làm đi. Anh đâu có bắt tao đi làm đâu. Dậy đi, thế bây giờ có ngủ này lấy cái gì mà ăn? Nhưng mà anh đâu có bắt tao đi làm đâu. Đi dậy cái em đi làm đi. Đi xuống mà chăn gà chăn lợn kìa, quét nhà quét cửa từ sáng giờ còn chưa quét kìa. Mày đi mà làm, anh đâu có bắt tao làm đâu. Mày đi xuống rồi phải làm. Đi đi ra đây làm. Mày cứ ở nhà chơi thôi. Thế mày tưởng mày có trưởng mà mày không phải làm gì à? Anh không có bắt tao làm đâu. Không bắt nhưng cũng phải quét được cái nhà. Không, con không thích làm. Mày cứ cái gì anh đâu à? Đi ra đây làm. Mày này đi làm đi. Mày không có trưởng mày đi mà làm đấy. Mày thế mày giờ mày lo ở nhà ăn không à? Anh không có bắt tao làm đâu. Anh không có bắt tao làm đâu, mày đi mà làm đấy. Mày đi ra mà quét nhà đi. Tao không phải làm, anh không có. Thế cái gì mày bắt tao làm à? Mày không có trưởng, mày không để được thì mày phải làm. Không phải làm, mày thích làm thì mày đi mà làm. Đâu có chửa, anh đâu có bắt tao đi làm đâu, mày đi mà làm. Tao nói cho mày biết nhá, bây giờ tao là chủ ở nhà này rồi. Mày không để được thì mày đi mà làm. Tao là chủ ở đây rồi. Anh đâu lấy tao về, tao làm chủ rồi. Mày đi mà làm, mày không để được, mày đi mà làm. Tao mà là mày á, tao trả thêm ở đây nữa, mày không biết thấy nhục à. Bây giờ mày không để được, mày ở đây mày không biết nhục à. Anh đâu có thương mày đâu. Mày ở đây làm cái gì? Mày không lấy nhục cả mày đi đi. Tao còn là mày á, tao chả thèm ở đây đâu. Tao đi đâu rồi? Con điên, cái mắt tao làm cái gì là mày có mắt anh đâu.
đi ra đi ra khỏi nhà đi ra viết đi viết đi đi ra đây quần áo mày cầm luôn đi. Con em có nhưng mà em biết sao không có đi đâu vậy? Chân hỏi hỏi làm gì? Mày giặt quần áo xong chưa? Nấu cơm xong chưa? Mày đi đâu về? Tao đi đâu kệ tao. Như kiểu là thằng đấy nó còn bảo là cái thai trong bụng này là cái thằng đấy chứ. Làm gì phải con? Con thấy nó bảo thế mà. Con nghĩ thế nào chứ? Bây giờ hai vợ chồng nó ở nhà, cả thằng Đông nó ở nhà đây. Cái kiểu bụng to như thế mà làm gì có thằng nào? Con nó như thế nào? Con thấy thằng đấy con bảo con, cái đứa con trong bụng con đấy mà mẹ. Làm gì có con? Con còn thấy thằng đấy nó con bảo là con ở trong bụng, con bảo anh nhớ em lắm, anh đến tìm con bảo thế. Không, không phải đâu, cho bạn bè nó thôi. Anh nói rằng
có chửi như kia. Bây giờ mình không có con, mình ăn nói cẩn thận. Bây giờ nó có đứa con để cho nó dõi tông đường, mà bây giờ con nói như thế ảnh hưởng đến thai của nó. Không có đâu, không có đấy đâu, làm gì có. Con suy nghĩ nào hay mình ghen ăn tức ở với nó. Mình không có con mà không đi vệ sinh làm gì chứ, là gì có. Không có đâu, đừng nổ ăn cho nó mày. Cái gì đấy? Tôi chết. Nó bảo hôm nay có cái thằng nào đấy qua con đi ra ngoài nói chuyện. Nó bảo con mới đi không phải con của con. Đấy, chắc nó lại đổ vô vợ con. Em nhìn thấy mà, em nhìn thấy nó đến tận cửa. Làm gì có. Không được đổ ăn cho nó như thế. Đổ đi vô rồi. Con đừng đổ ăn cho nó. Con nhìn thấy nó đến cửa nó tìm mà con. Có ai không? Làm gì có đâu. Mày đổ đi yêu cho nó rồi. Hả? Mày đổ đi yêu cho vợ tao à? Hả? Em nhìn thấy thằng mà em nhìn thấy nó đến tận đây mà. Đâu mẹ đi từ ngoài kia về đây có thấy đứa nào đâu? Mày lại nghe ăn thuốc ở rồi. Nó còn vuốt vào bụng nó. Tao cho nó ở cho mày ở đây rồi. Nó còn bảo là con đấy là con của nó không phải con của anh đâu. Không có, mẹ mới thằng Đông đi về chồng con. Mày đi về ngoài kia về đây có thấy đứa nào đâu? Mẹ con nhìn thấy thật mà, con nói thật, con không nói dối đâu. Ngoài kia về đây mẹ không nhìn thấy. Có thấy đứa nào đâu? Thế đuổi nó đi lên, nó yêu cho em, nó em có làm gì đâu. Nó không nói đúng đâu con ạ. Đây, con đi, nó bảo có đâu, có thằng nào đâu. Nó bảo là không phải con của anh đâu, nó bảo con của nó ấy. Em được nó ở đây rồi, nó đặt nhiều thế. Bây giờ cứ ở đây nè. Không, con thì không có, xong là bắt đầu ở đây nè, bắt đầu gây chuyện ở đấy. Thôi đuổi nó đi thôi. Thôi mày đi cút đi. Đi ra. Em không nói dối đâu, em nói thật mà, em không nói dối đâu. Mẹ bà nói là không có. Mẹ tin con đi, con nói thật đấy mẹ. Con mẹ ơi, con xin mẹ. Đi ạ. Mẹ ơi, cháu nó chết rồi mẹ. Không thấy nó thở à? Chết rồi. Bây giờ sao được đây? Để con lấy bao tải đi. Con chạy đi. Để con về. Xem có ai không. Con mình đi về đi luôn đi. Không nữa. Con mình chạy về. Ừ.
liệu công an có điều tra ra không? Trời ơi, đồ có gì? Con bé biết gì nhá? Có biết gì? Công an không biết gì? Đặt thở. Biết gì mà thấy ai người ta đến người ta hỏi bảo không biết gì nhá, bảo không biết đâu đi đâu không biết nhá. Mai người ta có hỏi không biết gì nhá, ai người ta đến nhà mình hỏi bảo không biết nhá, nhớ chưa? Không biết, bảo không biết gì cả hết. Ai đến không nói gì nhá. Đâu đến chưa? Đến rồi. Đấy. Đâu ở đâu? Đâu ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Đâu? Ở đâu? 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 Hóa ra chị Lan à? À, vẫn sống. Nó xuống đây chú ơi, đặt xuống đây. Em ơi, chắc phải đưa đi viện thôi chú ạ. Cho đi viện thôi. Cứu em nào. Con này nằm bên đây mà.
Cái này là bên em mời. Trong buổi nào? Đúng, khỏi nhà đấy. Khỏi nhà phải không? Con này nó ở bên đằng bên đây, thế nào mà nó vừa chồng nó bỏ thì cái này để tự tử cái này này. Ờ, nó ở bên đằng bên mà. Mà bây giờ sao nó lại ra đi tự tử cái này không biết nữa. Đấy. Em ơi. Đấy. Đồng chí giúp tôi đưa về nhà đã, cô này là trục trặc với gia đình, không đưa được về nhà đâu, thì bây giờ đưa về nhà tôi đã để cho cô chồng ấy tỉnh đã. Chồng cô đấy, vợ đấy, vợ khác nào, theo đồng chí cho. Có bông, có bông rồi đấy. Có bầu đấy. Cô này là có bầu đấy, cô này là bị chồng bỏ đấy. Không, mọi người giải tán đi để tôi đưa cô ấy về. Con có quen biết gì không mà con có đưa người ta về nhà mình? Không quen, nhưng mà chị ấy là người làm bên mẹ, chị ấy gặp việc nó thế mẹ, giúp đỡ người ta chứ bây giờ biết làm nào được, bây giờ không có chỗ nào, cô ấy bây giờ bị bạo hành gia đình, không về đưa về nhà được, thì cô ấy cũng chả có bố có mẹ cả, thì bây giờ cứ tạm thời là đưa về nhà mình đã vài hôm. Mẹ là mẹ không đồng ý đâu, nhưng mà giờ đang cái lúc này thì tôi cứ cứu chữa cô ấy đã nhá. Rồi. Chứ còn mẹ không đồng ý đâu, cho cô ở đây đâu cũng đồng ý. Là do cô ở đây đâu, chỉ tạm thời mẹ ta ở tạm thời, xem biết nhân dân như thế nào nhá. Tôi đưa người ta mẹ. Tôi tạo kẹt này. Đi đồng chí mau ra đây làm việc không? Anh đứng ngồi đây. Thì để cho cô ấy nghỉ đã, bây giờ lập biên bản thì những thu lấy được lời khai thì thôi để ấy thì mai tôi với đồng chí sẽ đi vào nhà cô ấy. Bây giờ nhá, cô chú ở trong lo cô ấy. Vâng. Nhá. Thế còn mai như nào thì chúng tôi chưa? Em về trong nằm nghỉ, bé chiến đấu hay có cháo nhé.